rạn nứt, bong chóc, ẩm mốc. Đó là những gì đang hiện hữu tại chung cư HHB tại khu đô thị Tân Tây Đô do công ty đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư đã và đang gây bất an cho cuộc sống của cư dân tại đây. Anh Sĩ đang lau dọn sàn nhà do bị nước thải tràn ngược ra từ bồn rửa bát. Cũng theo anh Sĩ, hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần. Không chỉ có sàn nhà bị nước thải tràn ra làm hư hỏng, mà ở đây còn có hiện tượng tường nhà bị ẩm mốc và xuống cấp. Hơn một năm nay là không sử dụng được. Toàn bộ tường nấm mốc mọc, sơn hỏng hết rồi. Tôi mua căn hộ này từ năm 2015 từ chủ đầu tư Hải Phát. Thì ngay sau khi mà nhận căn hộ thì tôi đã phát hiện ra là cái tường nhà nó có hiện tượng ngấm nước và sau đó là nó bong phồng rộp cái sơn. Sau đó là tiếp tục là cái hiện tượng nấm mốc, cái mùi nấm mốc. Và sau khi sử dụng được 2 năm thì cách đây 1 tháng trở lại đây thì nó có cái hiện tượng nước thải trào ngược lên ở cái bồn rửa bát. Mùi nước thải hôi thối và nó đã trào hết ra cái sàn gỗ. Bây giờ sàn gỗ nó đã bị hỏng. Cộng với cái mùi nước thải rất ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là cái tâm lý cũng như cuộc sống của chúng tôi. Thực sự là hôm nay về khi thấy căn nhà mình bị ngập tràn trong nước thải thì tôi rất là lo lắng, không biết là công trình nó còn xuống cấp đến mức nào và sau đây sẽ còn những cái hiện tượng nào nữa. Thì tôi đề nghị là công ty cổ phần Hải Phát là phải thực hiện cái trách nhiệm của mình trong cái hợp đồng là bảo hành cái căn nhà tôi theo đúng hợp đồng và khắc phục những cái sự cố, những hư hỏng của căn nhà. Cái hiện tượng này thì không phải chỉ riêng nhà tôi mà những căn hộ xung quanh nhà tôi cũng đều xảy ra cái hiện tượng này. Thậm chí có nhà còn bị xuống cấp nghiêm trọng hơn. Thì cái vấn đề mà những cái hiện tượng tôi vừa nói là tôi đã phản ánh lên công ty cổ phần Hải Phát rất nhiều lần. Tuy nhiên là tôi chưa nhận được một cái sự phản hồi cũng như một cái sự khắc phục nào. Thì khi mà bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để mua được cái căn hộ này thì nó là một cái tài sản rất là lớn của chúng tôi. Bây giờ nó bị cái hiện tượng hư hỏng cũng như là nó xuống cấp, cộng với mùi rồi những cái vấn đề nấm mốc nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe cũng như là cuộc sống của gia đình chúng tôi. Hiện nay tôi cảm thấy rất là thất vọng với cái công ty cổ phần Hải Phát về cái trách nhiệm xử lý những cái sự cố cũng như là cái trách nhiệm của mình trong hợp đồng. Đó là trong nhà, còn ở phía ngoài nhiều vết rạn nứt cũng xuất hiện như thế này. Những vết rạn nứt kéo dài hầu khắp tòa nhà này. Chưa hết, mới đây cư dân cũng một phen hoảng hồn khi một lớp trần của sảnh chung cư này bất ngờ rơi xuống. Cũng theo các cư dân ở đây, những hiện tượng nêu trên đã được thông báo lên chủ đầu tư là công ty đầu tư Hải Phát nhiều lần. Nhưng đến nay, tất cả đều chưa được khắc phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về các bất cập tại khu chung cư HHB tại khu đô thị Tân Tây Đô do công ty đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư trong các phóng sự tiếp theo.